Mancini. Mancini người đã dẫn điểm là Oxlade Chamberlain. Ngày hôm nay thì cặp cánh của đội tuyển Anh cũng chính là cặp cánh của dẫn đến một pha làm bàn duy nhất tính tới thời điểm này. Có thể tung ra cú sút rất mạnh, bóng vừa trúng vào xe lăn, tiếp tục là cầu dọc. Chúng ta được xem lại pha dứt điểm của Michael Carrick. Bóng đi lướt từ dưới lên rất khó chịu. Xa ngang đã một lần cứu thua và sau đó là cầu dọc. Penalty rồi, không thể khác được, quá rõ ràng. Qua truyền hình thì chúng ta có thể thấy được trọng tài đứng rất gần và không có để ông nhận ra sai lầm này. Anh có bàn thắng khai thông thế bế tắc thì rất có thể trong 10 phút còn lại thì một họ sẽ tiếp tục có thêm bàn thắng. 1-0 cho đội tuyển Anh. Cuối cùng thì chú sư tử Anh cũng cất được tiếng gầm, đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng thế giới của FIFA, đã bị San Marino cầm chân tới hơn 30 phút. Từ chọc khe rất sắc của Cleverly dành cho Lennon, Welbeck đã có một động tác dứt điểm đậm chất biểu diễn và 2-0 cho đội tuyển Anh. Đúng như tôi đã dự là hơn rất nhiều. Chúng ta hãy cùng xem lại pha phối hợp giữa Danny Welbeck và Aaron Lennon. Người châm ngòi phát động tấn công cho pha bóng này là Tom Cleverley. Và giật gọn rất hoàn hảo của Danny Welbeck. Dứt điểm 3-0 cho đội tuyển Anh. Wayne Rooney với một pha dứt điểm. Lennon đã rất nhanh để có thể đưa bóng về phía của Wayne Rooney. Qua người rồi, căng ngang. 4-0 cho đội tuyển Anh. Danny Welbeck. Như vậy là cả hai tiền đạo của chúng ta hãy cùng một lần nữa xem lại pha làm bàn của Danny Welbeck. Cleverley là người đã đưa bóng vào phía bên trong cho Danny Welbeck. Trong sân rất khéo léo, 5-0 cho đội tuyển Anh. Bàn thắng của Oxlade Chamberlain mướt vang lên trên khán đài sân vận động Wembley. Đầu tiên là pha đi bóng của Leighton Baines, sau đó là tình huống xử lý rất bình tĩnh của Cleverley trước khi Oxlade Chamberlain, tiền vệ cánh trái trong trận đấu này, tung ra một pha dứt điểm không quá hiểm hóc nhưng đủ để thành bàn thắng thứ 5